xe 6 này là công suất nó khỏe quá các bạn. Em có một con duy nhất rồi các bạn nhá. Đấy, mặt mũi nó hơi xấu tí như cái video em quay này. Đấy, mặt mũi nó như nào thì em quay gần, quay chi tiết để các bạn xem nó như vậy nhá. Đấy, em cũng chỗ này thì sơn lại nó rất đơn giản thôi, nhưng mà em cũng ngại em trả sơn. Quay nguyên bản như này cho các bạn xem. Đấy, còn máy móc của nó thì ok luôn nhá. Máy móc thì sạch đẹp. Đây, các cái tụ này các bạn này, tụ phẳng lì luôn, không có cái nào lồi cả. Và máy móc này em bao zin nguyên bản các bác nhé. Đây, đây là dòng máy 5 vỉ mạch, công suất là 600W một kênh. Nó là dạng máy xe 6 đấy các bác nhé. Đấy, con này các bác có thể đánh được một đôi full đơn 40 từ 2-100, hoặc là một cặp súp đơn 50 từ 2-100. Còn full 30 đánh 2 đôi các bác nhé, full 30 đánh 2 đôi. Em có một con hình thức nó không, mặt mũi nó không được sạch đẹp lắm này, thanh lý rẻ các bác chơi nhé, 3.500.000 em bao ship cho các bác. 3.500.000 em bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào mà mua thì cọc cho em 300.000 vào tài khoản nhé. Còn nếu mà bác nào mà chuyển khoản mà không bao ship ấy, chuyển khoản mà không cần bao ship thì em tính giá là 3.000.000 đồng. Đấy, chuyển khoản luôn mà không cần bao ship nhé, giá là 3.000.000. Cái khi mà các bác chuyển tiền hết rồi đấy thì cái tiền cước nó sẽ rẻ đi. Thì lúc đấy cước cái con này nó chỉ tầm 100.000 thôi, 100-150.000 thôi, tùy nơi. Đấy, máy móc rất là đẹp, rất là nặng nhé bác nhá. Khỏe. Em bao cho các bác đánh những cấu hình mà em vừa nói ở trên đấy. Và máy móc thì em bao zin nguyên bản toàn bộ nhá. Công suất rất là khỏe, tiếng hay. Đấy, các bác thấy đánh qua 4 người đấy. Tiện đây thì em còn một con đẩy nữa. Đây còn một con đẩy này. Đấy, hôm nay ngoài trong kho ra. Đấy, BF Audio H400 các bác nhá. BF Audio H400. Đấy, con này là 400W một kênh. Con này là 400W một kênh. Các bác đánh đẹp nhất là đánh loa full 25 nhá. Đấy, em khuyên các bác con này các bác lên đánh loa full 25, tại vì cái dòng mạch class H này là mà nguồn xung này, đánh loa full rất là lên tiếng nhá. Đấy, rất là dễ lên tiếng. Chứ nếu mà đánh loa nằm thì nó không lên tiếng quá được đâu. Tại vì cái này nó thiên về lời hay tiếng sáng. Đấy, khi con này nghe nhạc và hát thì rất là ok luôn. Đây em cắm và em thử luôn các bác xem nhé. À, mặt mũi sạch đẹp, zin nguyên bản từ A đến Z. Zin nguyên bản hết, chưa sửa chữa một tí nào nhé. Con này hôm nay em bán là 2.300.000 bao ship thôi. Đây em cắm và em test luôn cho các bác xem này. Tại vì mỗi loại có một con thôi. Cầm một cái điện thoại ấy. 2.300.000 các bác nhé. Một con là 2.300.000, một con là 3.500.000. Đấy, có một con nên là ở nhà em quay như nào thì về nhà các bác nó như vậy. Và em test nó kêu ở nhà em nó như nào thì về nhà các bác nó kêu như vậy nhé. Đắm vào test luôn để cho các bác đỡ lăn tăn. 2.300.000, 400W một kênh. Nhưng mà em khuyên các bác là bác nào dùng loa full 25 thì chơi nhé, chơi 30 đuối. Còn loa full 25 thì chơi rất là ok. Đây, sẵn tiện cái loa cắm em thử luôn cho loa 40 này. Tại vì con loa 40 mà loa full đấy, cái con này nó đánh loa full rất là lên, rất là dễ lên công suất nhé. Thế là thử với loa 40 thì đánh nó kêu gầm rồi. Chẳng qua là cái tiếng bass ra không thể căng như cái cục đẩy mà 600W một kênh kia em đánh được. Đấy, đèn đỏ Protect tắt phát là hoạt động bình thường. Xung này mà đánh loa full thì hợp lắm các bạn. Đấy, cái loa full 40 này nó 500W, nhưng mà đánh tầm 400W của con này là kêu to lắm rồi. 2.300.000 các bác nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu về con nào thì liên hệ với em được số điện thoại 0967 851 866. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.